Thưa quý vị, hiện nay lĩnh vực sản xuất thông minh ngày càng phát triển kết hợp với các công nghệ tiên tiến như lập trình và vận hành CNC, CAD, CAM bậc cao, công nghệ bản sao số, Internet vạn vật IoT, trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot. Người khuyết tật hoàn toàn có cơ hội tiếp cận và làm việc trong lĩnh vực này. Để làm được điều này, người khuyết tật cần được đào tạo nghề nhằm đáp ứng được yêu cầu tổng hợp về các kỹ năng cứng và mềm, bao gồm làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp. Trước thực tế trên, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lila Ma 2 phối hợp với chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam thuộc tổ chức GIZ, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức và các đối tác phối hợp tổ chức diễn đàn Tiềm năng của người khuyết tật trong lĩnh vực sản xuất thông minh, trong giáo dục nghề nghiệp và trong công nghiệp sản xuất. Diễn đàn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về việc làm thế nào để người khuyết tật có thể vượt qua rào cản và ràng buộc để có thể hiện thực hóa tiềm năng của bản thân, đồng thời thúc đẩy sự đa dạng và bao trùm trong giáo dục nghề nghiệp và công nghiệp sản xuất. Các em là những người khuyết tật biết đến. Theo các diễn giả tham gia diễn đàn, dù lực lượng lao động là người khuyết tật hiện nay còn nhiều, song thị trường lao động hiện vẫn chưa tạo điều kiện phù hợp để người khuyết tật tiếp cận với các chương trình giáo dục nghề nghiệp và môi trường làm việc phù hợp tại các doanh nghiệp. Là diễn giả chính của diễn đàn, ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Đời Rất Đẹp, DRD, đã đề cập đến những thách thức mà những người khuyết tật gặp phải khi tham gia thị trường lao động. Khuyết tật và gia đình đó thì thứ nhất là họ thiếu thông tin. Họ không có biết được là họ không có được tư vấn hướng nghiệp phù hợp với các cái dạng tật. Và thường là gia đình thường là đóng khuôn một số ngành nghề cho người khuyết tật. Ví dụ như chị thấy là người khiếm thị hoặc là người mù đó, thì chỉ làm massage thôi. Đó. Hoặc là một số các bạn khuyết tật vận động thì chỉ có học công nghệ thông tin thôi. Thì cái điều đó nó hoàn toàn không có đúng với cái sở thích, cái năng lực, cái tính cách, cái giá trị của một người. Thì phải được tư vấn hướng nghiệp, nó phù hợp với các dạng tật. Thứ hai nữa là người khuyết tật không biết được những cái trường nào có thể là đào tạo, sẵn sàng nhận người khuyết tật vào đào tạo. Rồi thứ ba nữa là những cái nguồn lực hỗ trợ. Ví dụ như là thường thường thì chị biết thì người khuyết tật và gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đâm ra là họ sẽ không đủ cái kinh phí đi học. Thì những cái nguồn lực hỗ trợ, ví dụ như học bổng nè, để hỗ trợ học phí hoặc là sinh hoạt phí, thì những cái nguồn lực như vậy á, mà người khuyết tật mà tiếp cận được thì họ sẽ tự tin, hoặc là gia đình sẽ tạo cơ hội cho người khuyết tật đi học. Việt Nam có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó, số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Đáng nói, trình độ học vấn của người khuyết tật đa số còn thấp. Trong đó, về mặt trình độ chuyên môn kỹ thuật, có đến hơn 93% người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên không có chuyên môn. Số có bằng cấp là chứng chỉ nghề trở lên chỉ chiếm 6,5%. DBB là một dự án mà chúng tôi kết hợp với các đối tác doanh nghiệp, và dự án này được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của Chính phủ Đức. Và ở dự án này thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các đối tác và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lila Ma 2, và chúng tôi hỗ trợ những cái công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất thông minh. Chúng tôi muốn huy động được sự tham gia của tất cả mọi đối tượng, cả nam, cả phụ nữ và đặc biệt là người khuyết tật, không chỉ trong đào tạo mà còn về nâng cao nhận thức trong đào tạo và tạo ra cơ hội việc làm cho người khuyết tật, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất thông minh. Trước những thách thức trên, tại diễn đàn, các diễn giả đã tập trung thảo luận các phương án giải quyết những thách thức mà các nhóm yếu thế đối mặt, cũng như làm thế nào để tăng cường nhận thức về các minh chứng đã cho thấy tiềm năng của các nhóm này. Rõ ràng, để người khuyết tật được tham gia thị trường lao động nói chung, đặc biệt là lao động trong môi trường sản xuất thông minh, là một việc làm cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần đầu chương trình, số lượng người khuyết tật được đào tạo nghề hiện còn rất khiêm tốn. Hiện tại, Trường Cao đẳng Quốc tế Lila Ma 2 đang giảng dạy 6 em khuyết tật đang học các ngành nghề về kỹ thuật, chủ yếu là ngành cắt gọt kim loại. Qua đây thì cũng được thầy cô ở đây họ cũng tư vấn cho mình, thì mình cũng không biết chọn cho con mình học cái ngành gì để có được cái tương lai.
Nhưng mà đối với cái sự khiếm thính này thì không nghe được, không nói được thì vấn đề học hành rất là khó. Thứ nhất, cái thứ hai sau này ra trường ấy, thì với công việc ấy, mà không nói được, không nghe được thì càng khó hơn nữa. Cho nên cũng nhờ thầy cô ở đây, người ta tư vấn cho mình và tiếp cận giúp đỡ cho con mình học cái nghề. Bây giờ hiện tại là đang học cắt gọt kim loại, để sau này có thể nó làm trên những cái bảng vẽ hoặc ấy thì nó lại bớt đi cái tiếp xúc bằng ngôn ngữ hoặc là ấy đi. Cho nên mình cảm thấy như vậy là cũng rất là tuyệt vời cho con mình. Hiểu rõ được sự kỳ vọng của gia đình và xã hội đối với công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật. Tuy nhiên, do mỗi em khuyết tật một bộ phận và không giống nhau, do đó thầy cô giáo phải có sáng tạo và có phương án dạy phù hợp với các em. Song song đó cũng có rất nhiều sự hỗ trợ từ nhà trường cũng như dự án DBB để các em học sinh khuyết tật yên tâm học tập. Hiện nay thì có khoảng 6 em tham gia vào cái học tập, người khuyết tật học tập tại trường trong các cái ngành nghề về kỹ thuật. Thì phải nói rằng là ban đầu thì chúng tôi cũng rất là trăn trở để làm sao để các em được học như những người các bạn bình thường khác. Thì chúng tôi cũng suy nghĩ, cũng tìm tòi và chương trình thì thực ra cũng là có nhiều cái thay đổi, đặc biệt là phù hợp cho các em. Và cái trách nhiệm của giáo viên khi trong quá trình giảng dạy thì lại phải làm thêm việc, tức là các bạn cũng phải thiết kế cái chương trình làm sao phù hợp nhất để các bạn có thể là theo học được. Đấy thì về mặt chương trình thì là kiến thức thì các bạn đều học được như các bạn khác, nhưng phương pháp, cách tiếp cận và cách giảng dạy thì chúng tôi có thay đổi. Về ưu đãi thì hầu hết các em đều được miễn học phí khi học tại trường. Còn về các cái chính sách học bổng thì có tổ chức GIZ cấp học bổng cho các em để các em có cái chi phí để sinh hoạt. Hiện nay trên thị trường lao động chưa có nhiều điều kiện phù hợp để người khuyết tật tiếp cận với các chương trình giáo dục nghề nghiệp và môi trường làm việc tại các doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu hiện tại là làm thế nào để nâng cao nhận thức cho người khuyết tật, giúp họ vượt qua rào cản và ràng buộc ngăn trở người khuyết tật hiện thực hóa tiềm năng của bản thân, cũng như nhằm thúc đẩy sự đa dạng trong giáo dục nghề nghiệp và công nghiệp sản xuất, nhất là sản xuất thông minh. Về người khuyết tật thì ngay từ khi mà vào Việt Nam thì LuScope cũng đã đề cập đến tính đa dạng hóa trong lĩnh vực sản xuất và hoạt động kinh doanh, đặc biệt đó là người khuyết tật. Hiện nay thì đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là người khuyết tật có rất là nhiều những cái cơ hội và những cái tiềm năng để mà làm việc ở trong những cái môi trường không riêng gì là office và kể cả sản xuất. Và chúng tôi cũng đang thì rất là tìm hiểu và tìm ra những cái đối tác để chúng tôi có được những cái cầu nối để cái người khuyết tật gần hơn so đến với cái doanh nghiệp. Chắc chắn là những cái vị trí ví dụ như là ở trên văn phòng, ví dụ như là vị trí customer service hay là những vị trí về IT hay là những cái vị trí về công tác mà nghiên cứu thì rất là phù hợp cho những cái người khuyết tật công nghệ cao. Và chúng tôi rất là hy vọng là sau cái hội thảo mà với trường Lidama ngày hôm nay thì sẽ có nhiều cái nhịp cầu nối giữa các trường và doanh nghiệp gần hơn với người khuyết tật. Và tôi cho rằng là người khuyết tật rất là có tiềm năng trong cái thời kỳ 4.0 này, thì họ hoàn toàn là có cái vị thế trong các doanh nghiệp, không chỉ là lao động và sản xuất mà các ngành dịch vụ. Một vấn đề khó khăn khác trong tạo việc làm cho người khuyết tật thiếu chương trình, đội ngũ giáo viên dạy nghề. Cùng với đó, trình độ học vấn của nhiều người khuyết tật còn thấp, cộng với tâm lý tự ti, mặc cảm của bản thân người khuyết tật và gia đình khiến cơ hội tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp của người khuyết tật còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp không muốn tuyển dụng người khuyết tật, v.v. Những năm qua, việc dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật đã được quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Điểm sáng là chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ, toàn diện với các quy định ưu tiên trợ giúp người khuyết tật trong học nghề, tạo việc làm, trợ giúp các cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật nhằm giúp họ có năng lực thực hành nghề phù hợp với khả năng lao động của mình. Và dự án DBB giữa Siemens, GIZ
với trường Lilama 2 là một trong những dự án ý nghĩa như thế. Nếu mọi người khuyết tật được cung cấp hỗ trợ và có những điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp thì họ hoàn toàn có thể phát huy những thế mạnh của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thông minh hoặc cụ thể là ngành cắt gọt kim loại mà chúng tôi đang triển khai tại trường Lilama 2. Và thực tế cho thấy những người khuyết tật hoàn toàn có thể làm được những công việc như lập trình máy móc với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Khi trường mà đảm bảo được một cái môi trường hòa nhập cho người khuyết tật thì bản thân người khuyết tật người ta sẽ học được và tăng cái trình độ tay nghề và tăng cái khả năng tham gia vào thị trường lao động cho người khuyết tật. Đồng thời khi mà trường mà tuyển dụng đào tạo cho học viên khuyết tật á, thì nó cũng tạo ra một cái giá trị nhân văn, cái giá trị thương hiệu, tăng cái sự cạnh tranh và đặc biệt là nó đa dạng cái người học lên. Bây giờ là không chỉ là những cái học viên mà bình thường không khuyết tật nữa, và nó tăng cái sự hợp tác quốc tế. Thì đây là cái lợi ích nó đến từ hai phía, cả cho người khuyết tật lẫn cho các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và nó đáp ứng được cái xu hướng toàn cầu cũng như là các cái chế độ chính sách luật pháp của Việt Nam của mình. Thực tế cho thấy không riêng dự án DBB, từ năm 2012 đến nay, chính phủ Việt Nam cũng đã bố trí ngân sách gần 10 tỷ đồng một năm để dạy nghề, tạo việc làm cho khoảng 19.000 người khuyết tật. Cùng với đó, nhiều người khuyết tật được vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, xóa nghèo, học nghề, được tập huấn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do số lượng người khuyết tật trong độ tuổi lao động quá cao nên công tác này vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Doanh nghiệp cũng có một cái vai trò là chúng ta làm những cái công tác tuyên truyền để xóa bỏ những cái định kiến của một số những cái trong doanh nghiệp và cũng trong xã hội, họ có thể nghĩ tới cái người khuyết tật. Và đặc biệt nữa là cái vai trò rất là quan trọng là chúng ta cải tổ về sản xuất, cải tổ về môi trường làm việc để phù hợp với người khuyết tật. Và chỉ có như vậy thì người khuyết tật mới có những cái cơ hội và họ mạnh dạn hơn trong cái việc mà ứng tuyển vào doanh nghiệp. Được biết, trong chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 300.000 người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Cùng với đó là hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt để đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật tại 6 vùng trong cả nước và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho người khuyết tật. Hy vọng rằng thông qua các chủ trương chính sách của chính phủ và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp sẽ góp phần tạo thuận lợi về nhiều mặt, nhất là đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, góp phần nâng cao cuộc sống cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Hướng nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.